trên. Thăm ruộng hả? Ờ, anh Tử. Anh cũng ra thăm ruộng hả? Ừ. Anh hay nha, lúa anh mùa này khẩm hơn mùa trước. Mà hứa đó là bán cho tôi đó nha. Tất nhiên rồi, tôi cũng đang tìm kiếm anh mà. Tất cả lúa trong bộ tôi sẽ bán cho anh. Ừ, cảm ơn, cảm ơn. Anh có biết ai muốn mua ruộng không? Chỉ giùm, tôi muốn bán bớt vài mẫu. Có đùa không vậy? Ruộng của anh đó là trúng nhất vùng này. Anh bán vậy á, uổng lắm. Cũng có việc cần. À, vậy là nhà anh có hỷ sự hả? Chúc mừng nha, vậy là vui quá rồi. Thật ra thì đất đai lúa ruộng là của cha mẹ. Chẳng qua làm thì làm vậy, chứ không phải chí hướng của tôi. Không phải chí hướng của anh, chứ anh muốn làm cái gì? Nói thiệt với anh, thật ra hồi nhỏ tôi cũng được học hành chút đỉnh. Tuy chẳng phải bậc thâm nho, nhưng mà phận làm trai, tôi đủ hiểu nếu mà núp trong xó nhà thì nó tầm thường quá. Cho nên tôi trót ơ mộng quan trường. Hèn chi. Quan trường á, có gì đâu mà hay ho. Tôi nghe nói trong đó phải vào luồng ra cuối, ngày ngày phải chứng kiến những cái chuyện gọi là trái tai gai mắt, mà chẳng làm được gì, tức ói máu chết. Tôi thấy anh á, có của ăn của mặc, tại sao không đi ngao du sơn thủy để hưởng thụ sung sướng, đúng không? Nói như anh á, thì bao nhiêu học trò mặt trắng ngày đêm mày đúng quần đèn sách đi chơi hả? Phải xông vô trong đó mới làm nên nghiệp lớn, ít nhất cũng biết có chức việc là sao. Anh á, thấy sao thì tôi không biết, nhưng mà theo cái sự quan sát của tôi á, thì á, cái nghề làm quan xem ra là cái nghề khổ nhục nhất trong tất cả các nghề bây giờ. Đâu đâu cũng nghe quán tháng chửi bới quá trời, có gì đâu mà hay. Nói gì thì nói, tôi thấy người làm quan đó khác, chứ đâu có tầm thường như tụi nông phu bọn mình. Tôi nhất định phải thử một phen. Coi bộ á, anh quá quyết tâm rồi ha. Mà nè, anh có đường nào chưa? Tôi đang tính. Mẹ ơi, con về rồi mẹ. Sinh, sao con? Mối này lo được không? Tên này cũng giống như mấy tên kia, chỉ quen biết lòng vòng mấy tên lính lác bên ngoài, nên không đủ đi mở miệng với quan. Chỉ là cái chân thơ lại thôi mà đã quá nhiêu khê. Thôi, hay là ở nhà cưới vợ, làm ruộng cho rồi. Mẹ đừng có nói vậy. Càng tới công đường, con càng phải có niềm tin. Con không phải là hạng tầm thường đâu. Con sinh ra không phải làm nông đâu mẹ. Thì mẹ cũng đâu có nghĩ con trai của mẹ tầm thường đâu. Ủa, mà làm nông thì đã làm sao? Cha con suốt đời làm nông mà vẫn được xóm giềng quý trọng đó. Mẹ là mẹ chưa tới công đường, cho nên mẹ chưa biết thế nào là cảm giác của sự trọng vọng đâu. Ừ, thôi, con có mối khác rồi, mẹ khỏi lo, nhất định con sẽ mua được chân đó. Nhưng mà mối khác là ai? Không phải mẹ sợ tốn tiền, nhưng mà mình đã mất tiền công cốc cho mấy mối rồi còn gì. Đó là bạn học cũ của con, và người nhà có quen với cụ Thượng. Trời ơi, quen biết dắt dây tới mấy tầng mấy lớp như vậy, liệu có chắc không? Ủa, mà cụ Thượng đó là ai? Thân thế như thế nào? Có phải là người quyết định bán cái chức đó hay không? Cụ Thượng không phải là quan huyện gì cả, nhưng thế của cụ còn hơn cả quan nha. Các quan đầu tỉnh còn phải ra vô cửa nhà cụ, phải điều hưởng lộc từ cụ, cho nên một lời mà cụ thốt ra còn hơn là cả lệnh quan. Anh Nhất đây á là bạn của tôi, ảnh là người nhà của nhà cụ Thượng, cho nên á anh muốn gì cứ nói ảnh, anh giúp cho. Dạ. Nghe nói anh muốn mua chân thơ lại đúng không? Có tình thân với người thế lực chắc là hay lắm. Nói câu đó chứng tỏ anh chưa hiểu chốn quan trường thôi. Đúc đầu vô đó chỉ có u đầu mẻ trán. Ở nơi đó không bao giờ có cái gọi là tình thân, anh hiểu chưa? Vậy liệu anh có thể giúp tôi nói một tiếng với cụ Thượng, để cụ Thượng tác động với quan huyện để cho tôi mua chân đó? Vậy là trước giờ chạy chưa đúng chỗ mới thấy khó đúng không? Chứ thuận mua vừa bán thì dễ mà. Có cái như tôi nói đó, người trong đó muốn ra không được, người ngoài tự do tự tại như anh
lại muốn vào đó. Tôi nhìn anh cũng đâu phải là loại người hám danh hám lợi. Anh nghĩ lại đi. Thú thật, tôi bán ruộng bán lúa để mong được thử một phen. À, nếu được, chắc chắn tôi sẽ là một vị quan tốt. Thôi, anh muốn quá rồi. Anh cứ giúp ảnh một lần đi. Nếu như mà không được á, lại về quê làm ruộng thôi, có mất mát gì đâu. Nhưng mà tôi sợ lúc đó nhúng chàm rồi trở lại như cũ không được. Thôi, được rồi, tôi thấy anh cương quyết quá. Bây giờ có cản cũng chẳng được. Tôi sẽ giúp anh. Tốt quá, vậy thì cảm ơn anh trước nha. Tôi nói cho anh biết, cụ Thượng rất là có thân thế, nhưng mà không bằng một người. Người này không cần nói nhiều gì hết, chỉ cần liếc mắt một cái là anh muốn làm gì cũng được. Huống gì cái chân thơ lại còn con. Vậy sao? Trời ơi, tôi biết mà, lần này tôi gặp ai rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Tôi sẽ viết cho anh mấy chữ. Ông nhìn thấy bút tích của tôi, tức khắc ông sẽ giúp cho anh tội nguyện. Cảm ơn anh trước. Chắc là người này rồi. Dạ con chào ông. Con là... Khỏi giờ dòng. Ngươi muốn làm quan? Sao đạo sĩ biết được? Hay là anh Nhất có gặp nói... À, con có cầm thư của anh Nhất đây. Chuyện có vậy mà cần phải nói mới biết sao. Ngươi muốn làm quan cỡ nào? Đầu triều, thượng thư hay thể tướng? Chắc đạo sĩ ngạo con. Con sức học có hạn, chỉ mới giỏi vẽ dăm ba cuốn sách. Nếu được chân thơ lại là mãn nguyện lắm rồi. Thơ lại à? Được. Chắc ngươi đi đường xa cũng mệt mỏi lắm rồi. Ngươi lên ngồi đây, ngồi ăn miếng trầu rồi bàn chuyện. Dạ. Ăn đi. Dạ. Phòng cảnh ở đây thật hữu tình. Ủa, Sinh, sao giờ này con chưa dậy nữa? Chừng nào con mới đi? Đi đâu mà? Còn đi đâu nữa? Đi làm. Con đi làm sao? Đây có phải nhà Hồ Sinh không?
Dạ, tôi là hồ sinh. Có các quan cho đòi, ông phải đi theo tôi. Chẳng hay tôi có tội gì mà sao nha môn lại gửi trác? Tội gì lên quan khắc biết. Con đi nha mẹ. Mời ông uống trà. Tới rồi, vào đi. Dạ. Dạ bẩm cụ, hồ sinh đã đến. Lui đi. Dạ. Dạ bẩm cụ. Chắc anh thắc mắc tại sao Trác Quan gọi mà anh đến đây. Ta chính là cụ thượng mà anh cất công đi tìm đó. Vậy ra cụ là... Có phải hôm trước anh nhờ nhất thần tính của ta mua cho anh một chân thơ lại đúng không? Dạ. Dạ bẩm Trác hồi nãy là của chủ mới của anh Hoàng Bố. Quan nhờ ta triệu anh tới để giao việc. Anh được nhận thẳng vào Vinh Quang, chứ không phải là ở Quyền Đường. Làm chân thông biện, chứ không phải là chân thơ lại quen. Con được làm ở phủ Quan Bố hả? Ừ. Con biết mà. Con biết số con á, là phải. Nhưng bẩm cụ, chắc số bạc phải mua cái chức đó chắc lớn lắm hả? Phải. Công việc rất dễ dàng, không có gì phải lo. Nếu có gì khúc mắc, tôi nói Nhất, Nhất sẽ chỉ cho. Hôm nay có tiệc, các quan đầu tỉnh tụ họp, cấm người lạ bước vào. Đây là thông biện mới, nhớ đó. Dạ. Bẩm quan lớn, thông biện đã tới. Tới rồi à? Tới thì vào uống một chén chào sân đi. Dạ bẩm quan, con không biết uống à. Thông biện mà không biết uống rượu, cái thứ dễ nhất mà làm không được thì làm được cái gì? Dạ, chắc để con tập. Thôi được rồi, cho người đuôi đó. Dạ. Tăng với này. Càng nghe. Anh Nhất, cho tôi hỏi. Có chuyện gì? Chúng khuôn viên của công đường cũng được tụ tập nữa hả? Công đường chẳng qua cũng chỉ là một gian nhà. Xử án, họp hành hay ăn nhậu cũng tùy vào chủ nhân của nó. Mới bao nhiêu đó thôi mà đã sốc, thì làm sao trụ nổi chúng này? Cũng không phải là sốc, mà tôi thấy lạ. Tại vì tôi biết một cô là gái đã có chồng. Có chồng? Có chồng thì đã sao? Miễn là vừa mắc quan thì phải chịu. Sao? Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi phải cúi đầu và phục dịch những kẻ như vừa rồi. Ngươi có làm được không? Dạ bẩm quan. Quan ơi quan, làm ơn cho con hỏi là công đường khi nào làm việc lại vậy quan? Tôi không phải. Mai mở lại. Cô có chuyện gì? Con có tờ đơn xin cứu xét. Dạ quan có thể cứu xét giúp con được không quan? Sau này đây là công việc của thông biện, xin cứ tùy nghi giải quyết. Dạ con nhờ quan ạ. Quan giúp giùm con đi quan. Được rồi, tôi sẽ trình lên quan giùm cho. Đa tạ công ơn trời biển của quan. Con tới đây mấy chục lần rồi, lần nào cũng đúc cũng nhận mà đuổi về. Lần này á, mai là gặp quan, quan mở lượng hải hà, cho nên quan giúp. Quan ơi, quan làm ơn cầm giùm con mấy nén bạc này. Tuy là nó ít lắm, nhưng mà
Đây là gia sản cuối cùng của nhà con. Con gửi quan ạ. Con cất đi, tôi đã nói là giúp. Nếu con mà còn làm như vậy á, tôi sẽ trả đơn lại. Dạ, quan quan cứ nhận giùm con đi ạ. Tôi không nhận đâu. Tạ ơn quan nhiều lắm. Ở chốn công đường cũng có người tốt. Con tạ ơn quan, con tạ ơn quan nhiều lắm. Quan giúp giùm con nha quan, đội ơn quan. Dạ thưa quan, con về. Dạ, dạ, chào thầy thông biện. Dạ, chúc mừng thầy. Ngày đầu tiên thầy đi làm, tôi xin tự giới thiệu với thầy. Tôi là tổng lý, tôi tên Lộ. Nếu thầy có cần gì, thầy cứ sai tụi tôi làm việc cho thầy nghe. Chào anh. Hôm qua, có người nhờ tôi gửi lá đơn này. Tôi chửi mấy đứa dân đen. Nó thấy thầy mới về dễ mũi lòng, cho nên nó mới làm ba chuyện tầm ruồng bá láp. Mấy cái chuyện này thật ra là của lính lát tụi tôi. Sau này thầy đừng có nhận vậy. Thầy nhận vậy người ta gọi là dẫm chân lên nhau. Thầy hiểu không? Dẫm chân hả? Lại dẫm chân ai? Tức là tôi nói vậy cho thầy dễ hiểu nè. Mỗi lần mà nhận mấy cái đơn này nè, là tụi lính lắc tụi tôi nhận được bồi dưỡng. Thầy làm vậy là tụi nó mất ăn. Tôi thì không sao, chứ mấy đứa khác á, là nó tức, nó thù thầy, nó ghen ăn tức ở, rồi bắt đầu nó hãm hại thầy. Lúc đó thầy mất việc, giống như là mấy thầy trước đây vậy đó. Nhưng mà tôi đâu có cầm đồng nào của cổ đâu. Thôi được rồi, bây giờ nè, tôi nói vậy cho thầy dễ hiểu nè. Bây giờ mấy thầy ai cũng vậy hết. Ai cũng vậy, quan cũng vậy. Ai cũng có cái bỡ ngỡ, ngại ngùng ban đầu. Nhưng mà mình cùng một ruột mà. Mình phải ăn chung với nhau, nó mới trơn tru, bộ máy nó mới làm việc tốt được. Tự nhiên không ăn thấy nó kỳ kỳ ngượng ngượng sao? Có ăn mà không ăn là bị mất phần, bị chửi, trước sau cũng bị dăm. Cho nên bí quyết sống còn là sao? Là phải ăn. Nhưng mà tôi thấy cổ cũng tội. Tôi thấy cổ sơ sát lắm. Bởi vậy ba cái lẻ tẻ này là để tụi tép riêu tụi tôi ăn thôi. Còn thầy với quan á là phải ăn mấy cái vụ lớn kìa. Chẳng hạn như là cỡ vậy nè. Dạ dạ. Dạ bẩm thầy thông biện. Dạ thầy Lý. Dạ tôi là tên Mão. Hôm nay á tôi đem đơn lên tới đây á là để tôi nộp, tôi kiện cái thằng thương buôn. Nó hùng vốn với tôi, nó là tên Phú. Thầy coi đó, nó ôm vốn liếng của tôi rồi nó trốn luôn rồi thầy ơi. Nên bây giờ hôm nay tôi tới đây là để tôi nộp đơn, tôi kiện nó đây thầy ơi. Dạ dạ, mong thầy nhận đơn của tôi. Dạ gửi thầy. Dạ mong thầy nhận cho. Thôi được rồi, coi như là thầy Thông đã nhận rồi đó. Dạ cảm ơn thầy. Cứ yên tâm mà về đi nghe. Dạ. Dạ đa tạ thầy Thông. Tôi về. Đa tạ thầy Lý tôi về. Rồi yên tâm về nghe. Dạ, tôi về. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi dễ thương dễ sợ. Dạ, thầy làm vậy là rất tốt. Dạng sự khởi đầu nan. Vụ này cũng vậy, làm riết rồi quen. Không cảm thấy nó thiếu thiếu sao á. Tôi không nghĩ tôi... Trời ơi, cái này chỉ là cái bóng tai này mà thôi. Trời ơi, nó đi kiện mà, đương nhiên nó phải mất một chút gì đó cho thầy chứ, đúng không? Mà nè, báo cho thầy một tin mừng nha. Cái vụ này là một vụ có tiềm năng. Ăn mập mình. Thầy có cần gì á, nói tôi một tiếng, tôi dốc hết sức mình. Hả? Giúp hả? Giúp gì? Thôi được rồi, thầy cứ chờ đi, từ từ biết. Wow. Hả? Chỗ này đủ để mua lại miếng ruộng con bán để chạy mua ghế hôm trước rồi đó nha. Cứ cái đà này á, chẳng bao lâu nữa mẹ con mình sẽ gỡ lại vốn rồi giàu to luôn đó.
Công nhận con bỏ nghề nông là đúng đó nha. Đúng hả mẹ? Con cứ thấy sao sao. Sao là sao? Đúng lắm, con cứ vậy mà làm nha. Vừa sang cả nè, vừa được trọng vọng, rồi còn nhàn hạ, lại có tiền nữa. Hay gì cái nghề nông vừa lắm lem mà vừa cực khổ. Xin hỏi thầy Thông Biện có nhà không ạ? Vào đi. Xin chào thầy Thông Biện. Xin chào bá mẫu. Anh là... Xin mạo muội giới thiệu, tôi là Phú, người mà tên Mão đã đâm đơn kiện sáng nay. Thầy tổng lý chỉ tôi tới đây tìm thầy. Thầy ấy nói chuyện ở nhà dễ hơn. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà ông tìm tôi có chuyện gì không? Chẳng nói dấu gì thầy. Tôi muốn kiện ngược lại tên Mão. Nhưng mà tôi muốn thắng. Phần thầy á là 50 lượng, miễn thầy sắp đặt được. Dạ. Nhưng làm sao? Thôi được rồi, chú về đi. Coi như là chú đã có được lời hứa của thầy Thông Biện rồi đó. Dạ, xin đa tạ bá mẫu. Xin đa tạ thầy. Tôi xin phép tôi về. Quá. Coi nè, quá trời luôn. Tên Phú này công nhận chịu chi thiệt đó nha. Chẳng bao lâu nữa mẹ con mình sẽ phất lên đó. Nhưng mà mẹ, con mới chân ướt chân đáo vào, rồi chuyện hàng ngày con cũng chưa được học nữa. Làm sao mà cho tên Phú thắng kiện được? Thì nghề dạy nghề, có trường lớp nào dạy đâu, mà riết rồi anh nào cũng rành đó thôi. Vô đó liếc qua liếc lại vài lần là biết liền chứ gì. Nói vậy lão đã mò tới đây rồi. Tính ra cũng lẹ thiệt. Đúng vậy. Nhưng mà ông có muốn một chuyện mà tôi e là... Có gì đâu mà e. Chẳng qua là muốn thắng kiện thôi. Làm sao anh biết? Trời ơi, chuyện đó dễ mà thầy. Đã tới con đường rồi, đương nhiên là phải muốn thắng, chứ đâu thể nào muốn mình thua. Chuyện đó nằm trong tầm tay của thầy mà. Sao lại nằm trong tầm tay của tôi? Chuyện thắng hay thua là do quan xử chứ. Không lẽ chúng ta có thể làm quan làm theo ý mình? Thầy đừng nghĩ vậy. Cái hay nằm ở chỗ đó. Thầy thấy không, giờ ngọ là giờ làm việc, mà trưa chờ chưa chợt quan mới tới. Đã vậy khi tới rồi, láng chán chút xíu rồi tìm cách đi uống rượu. Từ trước đến nay bao nhiêu vụ án xảy ra rồi, quan có biết án nào là án nào đâu. Quả là đúng. Tới chừng chiều hết giờ thì quan mới vô, mà bữa nào trong người cũng nồng nặc mùi men. Bởi vì mới nói, án là nằm trong tay mình. Mình muốn đổi trắng thay đen đều được. Ta cứ tự tung tự tác, như vậy mới có cái để mà ăn chứ, đúng không? Vậy thì tại sao họ không lên thẳng quan? Đã là quan rồi thì phải ăn những cái lớn, chứ ai mà ăn ba cái lẻ tẻ đó, đúng không nè? Nhưng mà cũng phải điều tra đúng sai chứ. Tôi thấy cái việc này... Tôi đã nói với thầy rồi, công lý là nằm trong tay mình, khỏi mất công điều tra gì hết. Bên nào chịu chi, bên đó thắng. Mình sẽ làm một cái bản báo cáo linh hoạt, trình lên quan, hướng dẫn cho quan cách xử. Tôi hiểu rồi. Vụ kiện lần này lão Phú thắng, còn tôi... Nếu thầy nói vậy, có nghĩa là lão Phú chi ngon hơn lão Mão chứ gì. Có gì đâu mà ngại, mình đã biết lẫn nhau rồi. Không ai khai ai, không ai lộ ra là được. Trở lại cái vụ kia, thầy không được bằng lòng với những thứ mình đã ăn. Anh nói vậy là sao? Thí dụ như mình bây giờ hé lộ cho lão Mão biết, giả sử như lão Phú đã đưa cho mình 50 lượng, mình sẽ nói cho lão biết là lão đã đưa cho mình 70 lượng. Nếu lão muốn lật ngược thế cờ, lão phải đưa cho mình 80 hoặc 100 lượng. Ví dụ như vậy. Có chuyện đó nữa sao? Trời ơi, có chứ sao không có. Cứ hé qua hé lại đấu giá, cần đến ngày xử rồi mình chốt luôn, rồi mình báo cáo lên quan. Vậy mới gọi là báo cáo linh hoạt. Đến cuối cùng mới biết được ai là kẻ thắng, ai là người thua. Nếu mình làm vậy thì mới không bỏ công, mình lẹo lưỡi. À không, mình lèo lái.
thầy làm cái gì nhìn tôi như quái vật vậy? Cái này chẳng qua là mình giúp đỡ nhau lúc đầu thôi, còn nhiều chuyện lắm. Để từ từ tôi nói cho thầy nghe. Mà tụi mình chỉ là đám tép riêu so với các quan thôi, từ từ sẽ quen thôi. Dạ bẩm thầy thông biện. Có chuyện gì? À, đơn của ông tôi đã nộp rồi, đang soạn án trình quan. Đa tạ thầy. Nhưng mà thầy Lý á, có bỏ nhỏ tôi. Thằng Phú á, nó đòi kiện ngược lại tôi. Mà nghe nói á, nó gợi ý với thầy là 70 lượng phải không thầy? Ờ, thôi 75 đi. Nếu tôi thắng, thầy nhớ tôi đưa đơn trước nha thầy. Trăm sự nhờ thầy. Tôi xin đưa tiền trước cho thầy một nửa. Tôi đa tạ thầy nha. Dạ, trăm sự nhờ thầy. Dạ, tôi xin phép tôi về. Nó trả cho thầy bao nhiêu? Có 75 lượng. Có 75 lượng? Cái đồ keo kiệt, nhìn cái mặt là thấy không có cảm tình rồi. Nó đưa có 75 lượng, ít nhất nó phải đưa 80, 90 hoặc ít nhất là 100 lượng. Được, kiểu này cho nó thua kiện luôn. Được, vụ này cho lão Phú thắng kiện. Dạ, chào thầy. Tôi nghe nói thằng Mão nó tìm thầy lần nữa phải không? Thằng đó keo kiệt bủng xỉn. Dạ thưa thầy, tôi có cái này. Tôi có 100 lượng. Tôi gửi thầy, thầy coi sắp xếp giúp. Thôi được rồi, tôi xin phép thầy tôi về. Yên tâm. Dạ. Kỳ này ông sẽ thắng. Ít nhất cũng phải vậy chứ. Thầy, thằng Phú nó nói gì với thầy? Nó lại ngon ngọt luồn lọt gì chứ gì? Nín đi. Người biết cái gì mà nói, cái gì mà thon thọt. Nhìn cái mặt khó ưa, đút lót hối lộ. Mà nhìn cái mặt như ăn trộm. Nói cho ông biết nha, nó ra giá là 150 lượng. Cái gì? 150 lượng? 150 hả? Bây giờ tôi 160 lượng. Giá chót là 200 lượng. Chịu á thì được, không chịu mất hết. 200 lượng. Mất có 200 lượng. 200 mà lượng tiếng là thắng kiện. Bây giờ sao? Muốn mất trắng hay sao? Tao không thể nào thua mày được. Được, 200 lượng thì 200 lượng. Dạ thầy. Bây giờ trăm sự nhờ thầy nha thầy. Được rồi. Dạ. Ông về đi. Xin phép thầy con về. Chào thầy. Đó, thầy thấy chưa? Cách thức là như vậy. Vậy bây giờ thầy đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Bởi vậy cũng vì lẽ đó, sau khi ta xem xét kỹ càng sự vụ, ta tuyên bố tên Ất đã ăn cắp của nhà Phú Hộ Hào 50 lượng vàng. Và ngươi phải có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ số vàng đó cho gia đình Phú Hộ. Dạ bẩm quan, con bị quan à. Ông mướn con làm không trả công, con nghỉ, con đi làm cho người khác. Ông ghét con, nên ông kiện con để đổ tội cho con đó quan à. Không có nói nhiều, máy được. Quan ơi, quan cho con mà quan. Quan ơi, quan cho con mà. Quan ơi, quan. Thầy thông biện, thầy biết tôi bị quan mà. Thầy giúp tôi đi mà, thầy thông biện. Trình là một chuyện, quan xử là một chuyện, làm sao ta biết được? Nhưng con đã trình hết với thầy rồi mà. Ta cứ nghĩ là ngươi hiểu, nhưng mà ngươi không hiểu. Tay không mà đòi địch với người quyền thế. Đã vậy tới cửu quan mà đòi công lý hả? Công lý chỉ dành cho người biết điều, biết chưa? À, lo mà về bồi thường đi, chứ không là tù mọt gông. Dạ đa tạ thầy. Cái bọn tá điền phản trắc này phải dằn mặt như vậy
nó mới hết phản chủ. Phần này tôi xin gửi về cho bá mẫu. Đây, gửi thầy. Đội ơn thầy. Thầy quả là một người thông minh, sáng láng, nhanh nhẹn, không ai bằng. Mới có mấy con trăng mà thông tỏ mọi mánh khóe. À không, mọi đường đi nước bước. Đã vậy, còn biết đoạn tuyệt với những ngại ngùng mắc cỡ. Bái phục. Anh quá khen. Cũng nhờ đồng nghiệp chỉ dẫn tận tình, không nỡ giấu nghề. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Chúng ta trong một guồng mà, không thuận theo mọi người thì lận khẩn lắm. Phải, nhưng đó mới chỉ là nhập môn thôi. Còn những chiêu thâm hậu hơn nhiều. Nếu thầy không ngại thì... chẳng phải là anh nói vô tới đây là bỏ chứ ngại hay sao? Những chiêu thâm hậu hơn là gì? Bởi vậy, nếu cứ ngồi đó chờ thiên hạ kiện cáo thì lấy cái gì mà ăn? Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao? Mình phải chủ động tạo án. Chủ động tạo án? Tức là xúi người ta kiện cáo lẫn nhau. Nhưng mà đang bình yên như vậy, làm sao bắt người ta kiện cáo được? Mình phải nghĩ cách chứ. Các ông làm gì vậy? Tôi buôn bán làm ăn lương thiện, chứ đâu có sai phạm gì đâu. Tự nhiên các người ập tới nhà tôi, đòi lục soát như cướp vậy hả? Cấm miệng! Có người tố nhà ngươi buôn bán gian lận, chở hàng quốc cấm, tan chứng rành rành còn dám già hàm. Có người tố hả? Ai tố chứ? Ai tố gặp quan sẽ rõ. Lui. Dạ. Dạ. Mấy ông là ai vậy? Ta là ai hả? Bọn ta là những người đến đây để giải cứu cho ngươi. Chứ không thôi á là gông cổ ngươi lại giải gì công đường rồi. Bây giờ ông phải nói rõ sự tình. Ông có biết người tố cáo ông là ai không? Tôi hồi nào giờ chí thú làm ăn, đâu có nuôi thù chú quán với ai. Kẻ nào mà hãm hại tôi chứ? Trời ơi, làm ăn buôn bán mà không cạnh tranh với ai. Hiệu buôn của tôi lớn nhất tỉnh này, không có đối thủ. Nên chính vì là lớn nhất cho nên tất cả các mối lái đều dồn hết cho ông. Chính vì vậy mới bị ghen ghét hãm hại. Đúng rồi. Nếu nói vậy thì chỉ có tiệm mỹ lễ kế bên. Người bỏ hàng cho tôi á là do chủ, chứ tôi đâu có kẹo kéo. Để tôi nói cho ông nghe, bây giờ ông muốn thoát khỏi chuyện này chỉ có một cách: kiện ngược lại nó. Kiện ngược? Nhưng mà vô duyên vô cớ, tại sao tôi kiện người ta? Nó thải đồ quốc cấm vô nhà ông, hại ông sắp ở tù đến nơi rồi. Còn không, vô duyên vô cớ gì nữa? Nhưng mà đâu có gì đảm bảo vu oan giáng họa cho tôi là anh ta, chứ không phải người khác. Đơn giản lắm, bọn ta sẽ làm chứng cho ông. Bây giờ sao? Muốn kiện nó hay là ngồi tù? Hay. Tôi hiểu rồi. Bây giờ chúng ta phải lựa chọn những kẻ có máu mặt nhất, điều nghiên các mối quan hệ thân sơ khả dĩ, có khả năng kích động hận thù. Rồi chúng ta ngồi một chỗ, dương đông kích tây. Tới lúc đó, cả bên Nguyên lẫn bên Bỉ sẽ dâng tiền cho chúng ta. Xuất sắc. Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thầy bây giờ đã đạt mức độ thượng thừa rồi. Kể từ bây giờ, chúng ta chính thức là đồng nghiệp hữu hảo. Ngươi ra dặn cái đám gia nhân nhanh tay lẹ chân lên, nếu không là ta đuổi hết đó nha. Hai ngày nữa là tân gia rồi, mời có 50-60 mâm hả, mà làm chậm như rùa bò vậy đó. Nay mai tới đám cưới con trai của ta, làm tới vài trăm mâm, chẳng lẽ tụi nó biểu khách nhịn hết hay sao? Dạ bẩm bà, tôi sẽ đôn đốc hết sức, xin bà yên tâm. Ngươi lui đi. Dạ. Mẹ thấy con giỏi không? Mới có một thời gian thôi, con đã tậu nhà tậu cửa rồi. Mẹ hài lòng chưa? Hài lòng rồi. Con trai của mẹ giỏi lắm. À, mẹ,
Con nghe nói đám ruộng dưới bờ đê chỗ con làm Kham không xiết định bán. Mẹ mua hết cho con. Mua làm chi mà nhiều vậy? Con mua muốn hết ruộng của cái huyện này rồi đó. Càng mua thêm nhiều thì càng phải thêm nhiều người, quản phát mệt hả? Sao con không chịu mua vàng để đó cho nó gọn? Vàng bạc châu báu chất đầy mấy cái rương cũng chẳng được là mấy. Mình mua ruộng để đó sinh lời. Với lại sau này con về vui thú điền viên, chiều chiều tản bộ ngắm ruộng vườn cho vui mắt. Cái gì? Chưa cưới vợ mà đã tính chuyện về vườn rồi hả? À mà nè, con thấy con gái của quan án thế nào? Con bé đó có vừa mắt con không? Hay là để mẹ đánh tiếng với con gái của quan bố nha. Bây giờ nhà cửa của cải tiếng tâm mình có đủ hết rồi. Con trai của mẹ muốn cưới vợ ở đâu mà không được. Mẹ chỉ còn có một mong muốn là thấy con làm quan nữa thôi. Chứ cái chức thông biện dù sao cũng chỉ là cái thứ điếu đóm cho quan thôi hà. Cho nên cưới vợ thì phải lựa cái đứa con nhà quan để nó giúp cho con đi lên, có biết chưa? Mẹ yên tâm, mọi thứ sẽ theo ý của mẹ. Dạ phụ thân, nhạc mẫu. Con mời nhạc phụ. Dạ con mời nhạc mẫu. Cảm ơn con. Hai đứa thật đẹp đôi. Con gái của ta mà lấy được rể hiền, vừa thông minh vừa lanh lợi, tôi rất hài lòng. Dạ. Thôi phần lễ nghĩa đã xong rồi, con dâu vô trong thay đồ đi rồi còn ra tiếp khách. Dạ. Gia nhân đâu? Đưa tiểu thơ vô trong. Dạ. Em vô đi. Mời cô. Đa tạ quan trên đã để mắt nâng đỡ cháu. Từ những ngày đầu cháu nó còn chập chững chân ướt chân ráo. Không phải là tại tôi, mà là do con gái của tôi, nó bắt tôi phải để mặt tươi đó. Mà tôi thấy cậu sinh đây cũng chịu khó siêng năng, cúc cung tận tụy. Dạ, nhạc phụ và chàng rể cùng làm chung trong một công đường thì còn thuận tiện nào bằng nữa. Chỉ có điều là con rể của quan bố mà chỉ có chức thông biện thì... Bà thông gia đừng có lo, tôi đâu có quên điều kiện của bà đâu. Muốn nó cưới con gái của tôi thì phải sắp xếp cho nó được chức quan chứ gì. Được thôi, muốn quan thì con quan. Con rể tôi làm quan thì sau này tôi cũng mát mặt, rồi con gái tôi sau này cũng được nhờ đó chứ. Dạ, nếu quan lo chuyện này sớm sớm dần được thì tốt quá. Tôi đã sắp xếp rồi, coi như là đôi bên cùng có lợi ha. Dạ. Coi bộ khách khứa đã tới đông đủ rồi, mời quan ra ngoài dự tiệc. Được, mời. Dạ. Con ráng chịu khó đi, sau này nếu mà không ưa thì cưới thêm thê thiếp. Con nhỏ đó mà bớt xấu được một chút thì đỡ quá. Con không sao đâu mẹ, miễn là mình đạt được mục đích. Dạ bẩm quan, có người nhà quan huyện tới tìm. Mời vô. Dạ. Nè, nàng vào trong cho ta nói chuyện nha. Dạ. Dạ kính chào quan. Dạ bẩm quan, quan huyện và tôi nhắn với các quan, sắp tới ngân khố triều đình sẽ phân bố ở các huyện. Nhờ quan nói với nhạc phủ của quan rót cho huyện nhà một ít. Phần quan á bao nhiêu thì cứ nói ra một con số. Được rồi, ta sẽ nói với cha vợ của ta. Nhưng mà ta phải nói trước là chi nhiều cửa lắm đó. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ bẩm quan, nghe nói sắp tới có khâm sai đặc phái của triều đình cải trang thanh tra khắp phủ huyện, vì không biết là ai để mà đối phó. Nếu chẳng may mà bị phanh phui về chuyện ăn uống thì phiền lắm.
Nếu có gì mong quan nói đỡ giúp. Khỏi cần suy nghĩ, cái đó ông khỏi lo. Chẳng lẽ ta để cho bọn họ làm hại tới ta? Thiếp nghe nói Khâm Sa đại nhân sau lần về thị sát đã nghe được nhiều điều không hay về chàng. Thì đã sao, chỉ mình ta có làm gì nên chuyện? Nếu mà nghe về ta, tức là nghe cả bộ sầu. Chẳng lẽ triều đình lại dám có thể tiêu diệt hết quan lại của cả huyện cả tỉnh hay sao? Làm vậy thì lấy ai mà làm việc? Nàng đừng có lo. Thiếp biết là như vậy, nhưng mà cẩn tắc vô ấy nấy đó chàng. Ta chẳng có gì ấy nấy cả. Lương tâm của ta thanh thản, đêm nằm là làm một giấc tới sáng. Nàng không thấy sao? Dạ bẩm quan, có lính, lính tới à. Lính phủ nào, muốn nhờ giả chuyện gì? Dạ không, không phải nhờ. Không nhờ? Không nhờ thì là cầu cảnh. Muốn gì thì nói đi, cứ cầm gì hết vậy. Có cụ thượng đến đây, chẳng hay là có đáng ngân tiếp hay không? Dạ thưa ông, con đi. Dạ con chào cụ thượng. Ê, con đắc tội quá. Từ ngày mà cụ giúp con vào chốn môn quan á, công việc liền liền làm con tối mắt tối mũi, nên con không còn thời gian đi thăm cụ. Theo những gì mà ta nhìn thấy được thì người đâu đến nỗi nào mà tối mắt tối mũi. Nhưng thôi, hy vọng là anh còn chút lương tri để thấy ai nấy thật lòng. Cụ trách là phải, nhưng mà con cũng ấy nấy. Vậy mà ta nghe nói từ khi ngươi bước vào cửa quan, ngươi đã dơ cao khẩu hiệu là không ấy nấy, không còn lương tri. Sao cụ biết? Ta còn biết ngươi từ khi tới công đường đã từ bỏ liêm sĩ lương tâm, ra sức bóp hầu bóp họng dân chúng, xúi dục dân chúng kiện cáo lẫn nhau để ngươi ăn tiền đút lót hai ba đầu, khiến dân tình hoảng than ngút trời. Đơn kiện ngươi và bộ sậu của ngươi chất cao như núi, giờ đã tới tay hoàng thượng. Cứ cho là vậy thì đã sao? Tôi mà không ăn, liệu tôi có sống nổi ở công đường đó không? Cụ không thể trách tôi. Không phải cụ đã đưa tôi tới đó sao? Ngươi đúng là hết thuốc chữa. Nay ta dâng lệnh hoàng thượng đến đây, còn đem theo thượng phương bảo kiếm. Chắc ngươi cũng biết, người cầm thanh gươm báo này có quyền gì chứ gì? Tìm trảm hậu tấu. Lính Sao cụ lại? Ta là người đã lo lót ngươi tới công đường, ngươi không nhớ sao? Bởi vì tôi thấy cụ sao giống ngày đó trên núi tôi có gặp một vị đạo sĩ nọ. Chẳng lẽ là ngươi đã kể chuyện cổ tích gì đó sao? Rõ ràng là đạo sĩ cho tôi nghe một miếng trầu. Phải rồi, giống lắm. Phải chứ, tôi chịu ở nhà vui thú điền nhi thì bây giờ đâu tới nỗi bị chết chém. Giờ người hối hận đã muộn rồi, hãy chịu chém đi. Giờ sao? Ta bàn tiếp nha. Ngươi muốn làm chức gì để ta giết thương tài gửi lên cụ thượng? Dạ thôi, con xin chờ. Từ nay có chết con cũng không quay lại cho khốn kiếp đó nữa. Con về đạo sĩ. Anh Sinh. Hả? Anh Tứ. Mấy mẫu ruộng anh muốn bán á, có người hỏi mua rồi đó. Thôi thôi, tôi không bán nữa. Anh coi kìa, lúa xanh mơn mởn luôn đó. Anh nói gì kỳ vậy? Sao hôm trước anh nói bán để mua chức thơ lại gì mà? Tôi vì ham hố chuyện đó, có bước chân vào rồi mới biết, mới thấy trong đó thối tha tới nhường nào. Là tôi nói vậy thôi, chứ bước vô mới biết, biết đâu anh sẽ là một thơ lại tốt. Thơ lại? Ừ. Thơ lại thì nói làm gì? Tôi đã từng làm thông biện vài năm rồi lên làm quan luôn, suýt nữa bị chết chém, nên tôi biết vô cái chốn đó
không thể nào tốt được đâu. Anh có nghe cái câu cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan? Câu đó quả không sai. Anh làm thông biển vài năm rồi lên quan, suýt nữa là bị chết chém. Tôi biết là anh đang nghĩ tôi khùng, nhưng mà lên làm quan đó mới là khùng. Giờ thì tôi tẩn rồi. Từ đó Hồ Sinh không còn dám có ý định bỏ tiền để mua quan tiến chức. Hồ Sinh cũng nhận ra những hậu quả và các cuộc vi phạm của những tên tham quan ở chốn quan trường. Hồ Sinh quyết tâm ôn luyện thi để tuyển làm thơ lại. Chàng đã đậu và từ đó làm nhiều điều giúp đỡ bà con và những người nghèo khó bị áp bức ở chốn công đường. Say, say.